giữa trời nắng chang chang, hai anh nóng tính này đang sang xem mình. Em thấy là có chuyện bất bình, chạy này hỏi chuyện này tình hình làm sao. Hai anh bảo ơi, chú tào lao đang test xe thử thằng nào nó tính hơn. Sang xe đến xước cả sơn, làm chuyện không tính thiệt hơn buồn cười. Thôi thì chuyện đó của người này mình không can thiệp, là chuyện đời nhiêu khê. Vâng, thế là lại mất tiền tiêu Tết rồi. Đây thằng cu này, mày biết lái không đấy? Giỏi anh, cái xe này em lái suốt đi. Đây em thử ra nghe dây châm chân ga đấy gì. Cái này cái gì đâu mà y cái xe công nông nhà em chứ có cái gì đâu đấy. Côn ra ga vào đấy. Dễ không? Cẩn thận kìa, từ từ thôi chú ơi. Ui, giỏi. Thế mà mày bảo mày biết rồi. Khổ thế đấy chứ này. Rồi chúng ta cùng đến với một đàn vịt. Thế nào mẹ vịt này? Ơ thích. Bây giờ này đây đây bỏ con thế này. Đấy dẫn con ra đường xong này mang con bỏ chó này. Chết không như thế này. Rồi bây giờ anh trai. Anh trai nào cái sao này xăm lốp này nó tăng chéo nhau này. Đây chắc là hình như là vừa vá cái xăm thay xăm. Thế nhưng mà cái xăm cũ hình như quên chưa bỏ đi đây. Thế mà vẫn lết được. Bần kể thật. Nhiều tình huống mà ngáo lắm. Rồi chúng ta cùng đến với một đường làng ngõ xóm để xem chuyện gì xảy ra nào. Ui cô ơi, ui trời ơi, vắng, thế là sức xe rồi. Ui cô đi từ trong ngõ ra, cô phải cẩn thận chứ. Đường cua nó khuất tầm nhìn, cô phải cẩn thận chứ. Cháu cố xin lỗi nha. Cố đi nó hơi nhanh, đang hơi vội. Cố đi đâu vội thì cũng phải đi từ từ đấy chứ. Bây giờ sức xe của cháu rồi. Này, còn gì là xe nữa. Trời, bây giờ lại bắt đền kiểu gì đây, hay cho bắt đền cô nhá. Gần mấy cái bà cô này đi đứng là không chịu đến cái đoạn khuất, không biết chịu giảm tốc độ gì. Đường thì như là đường có sổ đỏ nhà mình ấy, khổ lắm lên đây chơi. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông tiếp theo đi. Vâng, một chiếc xe đang bon bon chạy và các bạn để ý cái ông số cấp. Ui giời, ui giời ơi, đấy ông chuyển làn thế bao giờ không, sinh nhan phát triển luôn, chả nhìn nhức gì. Chả có để ý là làn bên kia là có đủ điều kiện an toàn để mà vượt không. Thế là nay nó vượt lên. Đấy những cái tình huống mà phải nói là đi ra đường nhiều thì các bạn mới gặp được những cái tình huống như thế. Đau đầu lắm chứ không phức tạp lắm. Vâng, và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Từ Thì Xe. Video thì mang tính chất là giáo dục, đưa ra những cái tình huống giao thông để mọi người biết để mà tránh né những cái tình huống như thế, làm cho giao thông nó an toàn hơn. Vâng, và nếu các bạn thấy video của mình, nội dung của mình có giá trị thì hãy nhấn nút like để ủng hộ Thì Xe nhá. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Một tình huống giao thông ở một cung đường khá là sạch sẽ đẹp đẽ. Giao thông thì cũng chả có gì gọi là đông cả, có cái xe nào đâu mà đông. Rồi thế nhưng mà chúng ta xuất hiện một chiếc xe khách. Ui giời ơi, ui giời ơi, chả biết ông đi kiểu gì. Ui giời ơi, bằng cái vạch giữa là vạch vàng. Đáng lẽ là ông đi từ cái đường đấy ra thì ông phải đi thẳng lên cái hướng xe có cam này này. Mà thế nào ông định xuyên sang bên kia sao đấy đi. Làm cái ông xe có cam này cứ bấn loạn này. Thì nó thì oạch. Thế nhưng mà cái ông xe có cam này thì phải phán đoán được cái tình hình chứ. Chứ đi thấy mấy cái thành phần đấy tôi bảo rồi. Những cái thành phần ngáo ngáo thấy nó phải là chúng ta phải né ngay. Nó phải nắm bắt được tình hình chứ, nhưng mà nhiều tình huống nó bất ngờ lắm, rất khó để phán đoán được. Rồi chúng ta đến với tình huống tiếp theo. Vâng, một cái tình huống mà đây giống đường làng ngõ xóm quá đây thôi. Qua một khu cũng đây là một khu dân cư để xem chuyện gì xảy ra nào. Vâng, tôi thấy rồi, đối tượng phía trước là một chiếc xe máy. Thấy có biến rồi đấy. Kiểu đi kiểu gì. Thế là Tết này chắc muốn ăn Tết với các cụ đây. Xuống đây ăn Tết với các cụ cho nó cho nó vui. Ăn cháu ăn Tết với con cháu nè. Chán rồi, chán lắm rồi. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Ôi trời ơi, đấy, người thành công thì luôn có lối đi riêng rồi. Hình như đây là hôm qua đón hàng xóm đây. Hàng xóm tới chơi mà thế nào đường xá tắc hết cả. Thế nhưng mà bác này đi hơi bị hoành tráng đấy. Một mình một đường hơi bị hoành tráng. Ôi giời, tắc kinh quá nhỉ. Đấy, hàng xóm sang chơi có hôm thôi tắc hết cả đường. Vâng, nhưng mà cũng phải, chúng ta cũng phải để ý thôi. Bởi vì là những cái sự kiện quan trọng thì chúng ta phải hết sức để ý về giao thông, tránh những tình huống. Ôi giời. Giời ơi, thôi. Đấy, Tết còn xa lắm. Này, Tết chưa về được đâu.
Vâng, nhìn cái tình hình này thì tôi đang không biết là đi vào cái điểm mù hay là cái ông xe khách này định cua đây, định cua, nhưng mà cái ông xe tải này không giữ khoảng cách an toàn, thế là không kịp xử lý, tôi đoán là vậy. Nhưng mà không có cái tình huống ở đây thì cũng không biết như nào mới lần, khổ đấy, chết xả lắm. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống một ông cu cháu thế nào đi vào đây để cà tí cho nó phê. Ông sai đi mua mớ rau thế là vào đây cà tí cho nó phê đấy. Ui giời. Ui giời, rơi mất cái bánh xe trước rồi. Chưa làm ăn gì đã rơi mất cái bánh xe rồi. Khổ thế đấy chứ này. Ông cháu nào. Ý mày từ từ đây chứ đi. Cứ nhanh ở đoạn đấy. Đấy, làm những chuyện bất chính nha, thành ra là nó cứ bị thế lại khổ thế đấy chứ. Rồi, tình huống gì đây? Một chiếc xe tập lái đi rồi. Và đây là chúng ta có một chiếc xe Ford bán tải. Đi cu để anh trả tiền cho. Ôi, tôi thấy hình như tiền rơi cả ra thùng rồi đây này. Đấy, tiền bay. Ok, ông xe tải này đến trạm thu phí mà thế nào ông đi nhanh thế. Thế là oạch và đít con xe bán tải rồi. Đấy, nhức đấy hết nào. Rồi, ui trời ơi, đấy. Thôi, cái ông xe đầu kéo này. Ui giời ơi, ở đây xe tải chứ không phải xe đầu kéo. Ui giời ơi, vâng, ông ấy đi sang cái làn ngược chiều. Ông đây, ông định chắc định vượt đây. Vượt thế này thì chịu rồi. Thế nhưng mà oạch chưa? Hình như là tôi đã thấy là hình như là chưa oạch. Nhưng mà phải nói là trong cái tình huống này, anh xe con màu đỏ phải nói là rất là cứng rắn. Cứng như quả trứng. Mặc dù là anh xe tải chứ anh hổ vồ à. Anh hổ vồ này tính nóng như kem. Thế nhưng mà anh xe đỏ vẫn tuy thân hình nhỏ bé nhưng mà vẫn không chịu khuất phục. Đấy, vẫn ngoan cố lắm. Đúng rồi, những cái trường hợp này phải dằn mặt đi cho nó chừa. Lùi đi, xe tải lùi đi. Chứ thế này thì đi làm sao được. Xe con nó cũng chắc là cũng bực mình rồi. Đấy, xuống rồi đấy. Đấy. Rồi, ôi giời ơi, bằng một anh rất là đồ con. Đấy. Xa gì? Xuống ngay. Xuống nói chuyện đây, cung cu. Xuống này. Mày đi đứng kiểu gì đấy? Đường mày bên kia này, mày đi sang bên này. Đường của người ta rõ rành rành như thế này mà này vượt thế này thì chịu rồi. Đi xuống nhanh, không lái đi xuống. Thôi, những cái trường hợp này thì thôi, chúng ta phải giữ cái đầu lạnh. Xe tải tốt nhất là ông lùi đi. Thế đi này đi kiểu gì? Vâng, đừng có cậy xe to mà đi bố đài. Đấy, đi đứng vượt, phóng nhanh vượt ảo. Khả năng là cái ông xe đỏ này dúi lên tí. Dưới nền tí xong là đứng nhưng mà đừng cho nó chạm. Đấy, dưới nền tí thôi cho nó không đi được, xong thì gọi lực lượng chức năng đến. Xem là ông nào về phường thì biết. Vẫn nhức hết đầu với những cái tình huống phải nói là mà cái ông xe tải kia cũng lì thật đấy. Tuy là cái ông xe con này nếu mà lùi ra thì một cái thì trường hợp này sẽ rất dễ là xử lý hơn. Thế nhưng mà không, thằng nào sai thì thằng đấy phải sửa chứ, đúng không? Đường mình đi mà. Vâng, bác xe con dưới lên. Không cho con xe tải chưa có cơ hội là sửa sai. Thế này chứ nè. Xong dưới lên là nó lại phi oạch sang bên phải này ngay. Đấy, lùi đi, lùi, lùi đi cho nó nhớ. Vâng, tôi phải cho cái anh xe con màu đỏ này phải nói là 10 điểm về sự dũng cảm. Vâng, không mấy ai làm được thế đâu, các bác nhìn thế thôi. Đấy, ngồi sau màn hình chúng ta hùng hổ thế thôi, nhưng mà gặp ví dụ như gặp tôi nhiều khi cũng không cứng như này đâu. Gặp mà phải thằng liều nó oánh rồi thì mất tết thì khổ. Vâng, 10 điểm cho anh xe con màu đỏ nhé. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống đấy. Đấy, nhưng mà cái xe con cũng là xe con màu đỏ đấy, nhưng mà trong cái trường hợp này là phải lùi. Đấy, xe to kia còn không sợ đâu. Ông có một nhõi như thế này thì một đấm thì một đấm thì thiếu, mà hai đấm thì thừa. Đấy, không biết là lùi đến đâu đây. Với ông lùi về quê luôn đi. Vâng, tiến được 1 mét thì lùi 10 mét. Đấy, những cái thành phần này phải lùi cho nó nhớ.
thế này chị nè. Vâng, gặp những tình huống mà đấy, nó đi ngoài quạt kia rồi, anh xe khách úi lên đi, đừng cho nó lùi vào đấy. Vâng, thế nào là cũng thôi được rồi, lùi vào đấy là cũng thôi được rồi, nhớ nha, đằng sau nhớ. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống rồi, thế nào xe đầu kéo quạch vào giặc cưới rồi. Thôi lần này thì còn gì nè, cưới xin nữa. Vâng, thế này thì thôi, tổ chức đám cưới này thôi giải quyết phải nói là hết hơi. Rồi chúng ta cũng đến với một tình huống phải nói là rất là nhân văn. Một anh dai đi xe ben đấy. Bình thường là tôi không có cảm tình với xe ben lắm đâu, bởi vì là mấy ông đấy là chạy hay là ảo. Thế nhưng mà đây là một trường hợp khác. Một trường hợp mà anh dai cái gì đây, lại an viên cái gì đây. Đấy, anh cho bà cụ này đi nhà. Chắc là thấy bà cụ đang lững thững đi từng bước, thấy mệt quá, thế là anh mới cho bà cụ đi nhà. Đấy, những cái tình huống mà ngoài những cái tình huống não đầu ra thì chúng ta có những cái tình huống phải nói là rất là văn minh. Và tôi nghĩ là nên đề cao những cái tình huống như này. Đấy, tham gia giao thông không chỉ là những pha phải nói là não đầu, bên cạnh đấy thì còn những cái tình huống mà rất ấm lòng người. Anh xe tải này thì có cái chữ là Lại An Viên. Lại An Viên này thì tôi đang không hiểu là tên anh đấy hay là thế nào đây, nhưng mà tôi thấy chữ Lại An Viên này rất là hay nhá. Đấy, rất phù hợp với tính cách của cái anh này, tôi thấy là như thế. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống não đầu tiếp theo đi. Đây, trời lại nhập nhoạng tối rồi. Để xem là có chuyện gì xảy ra nào. Như này thì kiểu gì là cũng có ông đi ngược chiều cho mà xem. Đấy mẹ tôi biết ngay mày. Thế là vẫn nhòi ra được một thằng cu. Cu cháu đi nào, cu cháu lùi đi thôi. Ôi nhưng mà pha này thì khả năng là lùi hơi sâu đấy, không có chỗ để mà nhăn vào. Ê, định làm gì chỗ này á, định làm gì, ghép ngang ghép dọc à? Vẫn cố ấy hoạch một cái. Vâng, thế là bác sẽ đầu kéo dưới lên, không cho dễ. Mình cười ra, ấy cẩn thận nó hoạch vào xe xuống cóc bây giờ. Nghĩ dài. Anh niên rất là loay hoay. Thôi lùi đi cho nó chưa, lùi khoảng không mất nhiều thời gian đâu, độ 10 cây thôi. Ấy ạ. Bẩn vô lăng ghê thật. Đây, vâng, bây giờ chỉ có một xe nào đấy nhường thì còn may ra thôi chứ còn. Thế này thì có mình thôi. Đấy, phải tế cho nó chừa đi chứ đấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống. Góc nhìn từ một xe anh đầu kéo. Ôi trời ơi, thế nào này gặp một anh đầu kéo vàng rồi. Mày đi đứng nào đấy cu? Mày đi ngược chéo này hả cu? Tao là tao hơi nóng mắt rồi đấy nhá, đừng để tao phải kéo. Thế này chứ nè, vâng, xe đầu kéo xe to chứ không phải xe bé đâu mà nó đi ngược chéo thế này thì không hiểu là như nào đây. Ở đây rồi, đúng người đúng thời điểm. Vâng, thế là các lực lượng chức năng đã có mặt rồi. Nào, chạy đâu? Túng ngay, xử lý ngay. Những cái thành phần đấy thì phải thu bằng vĩnh viễn. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, một tình huống xảy ra tại một cung đường không đông lắm. Để xem chuyện gì xảy ra nào. Tôi thấy chưa thấy có chuyện gì xảy ra cả, các xe đang dừng chờ đèn đỏ. Ái già, cái thằng cua xe trắng này này loi nhoi rồi. À còn 14 giây mà này còn loi nhoi à. Vâng, một choác nhá. Các bác nhìn xem biển số là bao nhiêu rồi gửi lên lực lượng chức năng đi. To xử lý đi cho chừa. Loi nhoi à, dừng thì dừng rồi này còn cứ loi nhoi nên làm cái gì. Đấy, thế là nó lại lên trên kia để xem. Tôi thấy hình như thằng này tính loi nhoi này thì không chừa đâu. Đấy. 3 phút mà phụt 2 phát. Sao nó cứ phải dừng chờ đèn đỏ ở trên đấy nhở? Vượt đèn đỏ đây là cái lỗi vượt đèn đỏ này. Chết. Dừng chờ đèn đỏ đây, dừng dưới vạch chứ. Không biết là học thầy nào dạy dừng cái đấy cũng tài thật. Đấy này được cái ông loi nhoi này, xe màu đen. Đấy vạch rồi, vạch. Ui giời ơi, nó vạch rồi. Vâng, những cái tình huống giao thông mà phải nói là não đỏ, không hiểu đi kiểu gì. Đấy là cái vị trí điểm mù của cái xe đầu kéo đấy các bác nhá, đừng có đi vào đấy là dễ oạch lắm. Đấy vẫn cố nhoi lên này, quả này thì lại oạch nặng rồi. Ui, tí nữa thì oạch. Vâng, định làm gì đây, có dừng lại không, dừng lại mà giải quyết đi. Ái già,
Dừng lại rồi, thế bây giờ những cái pha như này thì lỗi xử lý như nào đây các bác? Chuyển làn à? Cái ông xe con này chuyển làn là sai rồi. Chứ cái ông xe đầu kéo này thì có tội tình gì đâu. Ái xuống, úi à chị à, úi rồi. Ái già, ấy. Đừng nóng tính, anh dài đừng nóng tính nha. Úi rồi, anh áo trắng này cũng không vừa đâu, anh to cây đấy. Úi rồi, cái gì này? À, như này có cay không? Mình đi đúng tạt mình rồi vẫn mất 30 củ, thế nào? Như nào nhỉ? Các bác nào bình luận cho em cái tình huống này nhé, nhức đầu thật. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông phải nói là rất là nhức đầu. Trong mặt chúng ta là một anh xe biển số tôi không nhìn được, các bác nhìn cho tôi nhé. Một ông anh đi xe màu đen. Đấy, hình như là tôi thấy là bắt đầu gầm gầm nhau rồi. Biển 30A Hà Nội. Ái dạ, tôi thấy có sự kiện cỡ nhau ở đây. Vâng, tôi thấy là hình như là đang ghét nhau với thái độ rồi. Quý rồi, tí nữa thì hỏi. Vâng, hình như là tôi đoán là cái ông xe có cam này thì hình như là ui giời, ông lại đi vào cái làn khẩn cấp này thì tôi chịu ông rồi. Với lại là cái đèn của ông thì tôi thấy là cũng đang hơi ngứa mắt. Thế là cái ông xe màu đen này hình như là đang rất là bức xúc. Thế là cho nên là cái sự việc như này mới diễn ra đây. Kẻn cựa nhau, như trong phim ấy. Chưa giống trong phim lắm, thế nhưng mà gây lên một cái tình huống giao thông hết sức là nguy hiểm cho cả hai xe và các xe xung quanh. Thế nhưng mà cái xe này không biết là xe gì nhỉ? Có phải xe của lực lượng gì không? Mà lại đi làn khẩn cấp như thế thì tôi cũng chịu rồi. Vâng, những cái tình huống như thế này thì phải nói là không có gì để nói. Đi đường này cứ kẻn cựa nhau thế này thì bao giờ mới được về được với vợ con đấy. Vâng, và các bác trong cộng đồng thì xe thì đừng có đi như thế nhá. Và những cái nội dung hay ho nhất thì em đã gửi tới các bạn trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thấy hay, thấy nội dung của em có giá trị thì hãy nhấn nút like, nút đăng ký rồi nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ Ừ Thì Xe nhá. Những cái hành động nhỏ nhặt như vậy nhưng mà góp phần rất là to lớn vào sự phát triển của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.